mùa khô 2017 mới bắt đầu, nhưng tại nhiều khu vực đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Ngày 6 tháng 6, vụ hỏa hoạn kéo dài gần 12 giờ đồng hồ, khiến 50 hectare rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị thiêu rụi. Một số địa phương khác như Vĩnh Phúc, Nghệ An, nhiều diện tích rừng bị thiệt hại. Năm nay được dự báo sẽ nóng hơn so với trung bình nhiều năm, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Một trong những vấn đề cũng được quan tâm trong mùa khô các năm gần đây, đó là nguy cơ thiếu điện, thiếu hụt nguồn năng lượng. Theo dự báo, Việt Nam là nước sử dụng nguồn năng lượng lớn. Nếu không có giải pháp phát triển nguồn năng lượng bền vững, thì đến năm 2025, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 70% nguồn năng lượng. Kính chào quý vị và các bạn. Đây là khu vực vườn quốc gia Tam Đảo. Những ngày đầu tháng 6 năm nay, một vụ cháy rừng đã thiêu trụi toàn bộ 15 hectare rừng tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc và hơn 9 hectare rừng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Có thể nói, trong thời điểm mùa khô năm nay, với dự báo nắng nóng hết sức bất thường, thì nếu không có sự phòng chống tốt, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào. Một vấn đề khác cũng được quan tâm là sự thiếu hụt năng lượng đang đặt ra cấp bách trong mùa khô, đòi hỏi sự cần thiết áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đây cũng chính là hai nội dung mà chuyên mục môi trường tuần này sẽ gửi đến quý vị và các bạn. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng nhìn lại một số vụ cháy rừng trong thời gian vừa qua. Vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn là vụ cháy rừng lớn nhất, lâu nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, với khoảng hơn 50 hecta rừng bị cháy, chủ yếu là rừng thông và bạch đàn. Một vấn đề được dư luận quan tâm và cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến đám cháy lan nhanh, đó là yếu tố về thời tiết. Nắng nóng liên tục và nền nhiệt tăng cao mức kỷ lục khoảng 41 độ C khiến những tầng lá dày đặc nằm dưới tán rừng thông, bạch đàn bị khô và rất dễ cháy, làm ngọn lửa bùng phát mạnh. Cộng thêm địa hình đồi núi dốc của Sóc Sơn cũng khiến các lực lượng làm nhiệm vụ gặp khó khăn vì chủ yếu phải dùng sức người để vận chuyển thiết bị dập lửa. Việc phối hợp giữa xã, huyện và các lực lượng đến tham gia có thể là chữa cháy là nó còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực điều hành và chỉ huy. Theo Cục Kiểm lâm Việt Nam, quan trọng là phòng cháy, chứ nếu đã xảy ra cháy rừng thì rất khó cứu chữa. Vụ việc cháy rừng tại Sóc Sơn khiến nhiều ngành chức năng phải quan tâm, bởi không chỉ 5 hecta rừng bị thiêu rụi mà còn hơn 5 hecta khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Hà Nội đã thiết kế những đường băng rộng 10m để ngăn cháy lan. Tuy nhiên giải pháp đó đã không phát huy tác dụng với vụ cháy rừng lần này. Rõ ràng là các lực lượng chức năng đã không tính toán kỹ đến cái khoảng cách của đường băng, nên dù có thực hiện cái phương án là phát quang, tạo vành đai để ngăn cháy lan thì cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Không những thế, nếu như địa phương phản ứng kịp thời ngay từ cái lúc mà đám cháy mới xuất hiện, thì có thể đám cháy đã được khống chế tốt hơn. Thực tế, vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội đang đặt ra nhiều băn khoăn về phương án phòng chống cháy rừng hiện nay. Làm thế nào để giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại rừng do cháy gây ra? Ngoài việc tuyên truyền về công tác phòng chống cháy rừng, thì không phải ban quản lý rừng nào cũng thực hiện tốt việc phạt cây khô, xử lý những cành lá thông khô rụng, xử lý thực bì dưới tán thông, nhất là trong rừng, vùng trọng điểm cháy, đồng thời canh lửa rừng 24/24, không để người lạ vào rừng và ký đầy đủ cam kết với ban quản lý rừng. Gió rất lớn dẫn đến là vào thời hanh khô nên là 10 mét thì gió lửa vẫn vượt qua đường băng sang lô khác, do vậy chúng tôi phải thực hiện cái phát quang là đường băng tới 20 mét thì sau này cũng là rút kinh nghiệm trong những cái việc xử lý đám cháy sau. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng trong những ngày nắng nóng, không chỉ ở Hà Nội, cháy rừng đã xảy ra ở Ninh Bình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong thời gian gần đây ở miền Bắc, miền Trung, nhiệt độ có nơi lên cao kỷ lục, cộng với độ ẩm thấp dưới 50 độ đã khiến các vụ cháy rừng bùng phát. Theo Cục Kiểm lâm trên cả nước, hiện vẫn còn nhiều cánh rừng ở nhiều địa phương đang có nguy cơ cháy cao. Cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm vẫn được đưa ra cho thủ đô Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Giang và Ninh Bình. Ngoài ra, một loạt các cánh rừng khác của các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh ở khu Đông Bắc Bộ, Sơn La, Điện Biên ở Tây Bắc Bộ và hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đang nằm trong cảnh báo cháy cấp 4, cấp rất nguy hiểm. Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song hiện nay việc phòng chống chữa cháy rừng ở nhiều địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.
Đây là khu vực vườn quốc gia Tam Đảo thuộc xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ngày 6 tháng 6, sau gần 8 tiếng, hơn 3 hectare rừng tại đây đã bị cháy rụi, nâng tổng số rừng bị cháy thuộc vườn quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên gần 10 hectare. Mặc dù hàng năm, hạt kiểm lâm huyện Đại Từ đều được trang bị thêm các phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng, nhưng thực tế, số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những thiết bị chủ yếu là dao dựa, quạt gió, thô sơ như thế này được coi là phù hợp với địa hình độ dốc cao. Còn lại, những máy bơm nước như thế này khó có thể sử dụng ở địa hình đồi núi. Như vừa qua thì ở địa phương thì cháy rừng mới thấy là khi nó cháy đêm thì cái việc là mình lên dập lửa rất khó, tức là phương tiện không có, rồi là cái bảo hộ mình không đảm bảo, rồi là đèn các thứ thì không có. Cụ thể như cái núi vút vừa rồi xảy ra đám cháy đây thì thực bì nó rất là dày, nó tích tụ lâu ngày. Hai nữa do cái địa hình nó núi cao nó dốc nên cái tiếp cận đám cháy và chữa cháy là gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng cũng chủ yếu là tham mưu cho chính quyền địa phương và các tổ đội xung kích của các xóm thì dùng cái dụng cụ thô sơ, chủ yếu là dao và liềm, câu liềm. Thế còn cái máy móc thì báo cáo các anh là không thể đưa lên núi cao được, các cái khe nước nó cũng nhỏ, không thể đưa lên được. Thế thì chủ yếu là chúng tôi là dùng biện pháp thô sơ thủ công. Với trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng thô sơ như vậy, để phòng chống cháy rừng, Vườn Quốc gia Tam Đảo đã thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm trên địa bàn để tuyên truyền cho người dân. Hàng năm, các hộ dân tham gia tổ tự quản, bảo vệ rừng đều được tập huấn về cách phòng chống cháy rừng với phương châm 4 tại chỗ, chủ yếu sử dụng thiết bị và lực lượng tại chỗ để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Phương tiện chính ở đây là phương tiện tại chỗ, bằng dao, bằng nước, bằng các bình phun. Tinh thần ở đây là cái độ dốc rất cao, nên không thể dùng các cái phương tiện hiện đại vào được, nên hoàn toàn dùng sức người và vật liệu, cái dụng cụ tại chỗ của địa phương hiện có. Kiểm lâm được giao nhiệm vụ là nòng cốt trong công tác phòng chống chữa cháy rừng, nhưng lại rất mỏng và phân tán. Việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho công tác phòng chống chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây là khó khăn chung đối với tất cả các địa phương khác trên cả nước. Về cái nguồn kinh phí để mà thực hiện công tác tuyên truyền, rồi mua sắm các trang thiết bị, xây dựng các công trình phòng cháy, thế rồi cái kinh phí phục vụ chữa cháy thì cũng còn hạn chế và cũng cần quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và các chủ rừng để tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện cái kiểm tra phòng cháy cháy thường xuyên trong mùa khô hanh. Hiện nay, Vườn Quốc gia Tam Đảo có địa giới hành chính thuộc 3 tỉnh là Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Nếu không có những đầu tư lớn cả về trang thiết bị và con người đối với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thì nguy cơ cháy rừng sẽ diễn ra bất kỳ thời điểm nào. Bởi không phải vụ cháy rừng nào cũng nhanh chóng triển khai được phương án 4 tại chỗ. Cháy rừng của Tam Đảo vừa rồi tại sao mấy năm gần đây nó không cháy nhiều, và cháy thì lại không cháy, có cháy ra cháy nhưng không cháy lớn, và không thiệt hại nhiều rừng mà cũng không gây mất thiệt hại về kinh tế, tức là không cần phải tiền kinh phí chữa cháy nhiều, không thiệt hại về gì nhiều. Nói thật với anh thế, là do công tác là chúng tôi thực hiện cái 4 tại chỗ theo cái phương án phòng cháy cháy, làm rất tốt cái này, phối hợp với chính quyền địa phương. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2017 đến thời điểm này, cả nước đã xảy ra 102 vụ cháy rừng, giảm 183 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, tình hình cháy rừng đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Mức độ thiệt hại về rừng tuy chưa lớn, nhưng cho thấy tình hình diễn biến cháy rừng năm nay là rất phức tạp. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đặc biệt chú trọng đến việc theo dõi, dự báo, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương chủ động trong công tác phòng chống chữa cháy rừng. Cục Kiểm lâm đang duy trì thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo 24/24 giờ. Hàng ngày, Cục Kiểm lâm phối hợp với Trung tâm Dự báo Thời tiết để phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng và đăng tải thông báo nguy cơ cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện Cục Kiểm lâm về các vấn đề này. Thưa ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm. Hiện nay theo phản ánh của nhiều địa phương, họ đang gặp rất nhiều khó khăn, kể cả về phương tiện, về cơ sở vật chất cũng như các cơ chế phối hợp trong công tác phòng chống cháy rừng. Xin ông biết về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có các giải pháp gì để mà hỗ trợ cho các địa phương? Thì năm 2014, Bộ đã tham mưu với Chính phủ ban hành một cái đề án về phòng cháy chữa cháy rừng. Đề án và đã được Chính phủ đồng ý tại cái đề án số 1938. Với cái đề án 1938 thì hiện nay các cái địa phương
đang xây dựng các cái dự án phòng cháy chữa cháy rừng và tới nay đã có đến 30 tỉnh được phê duyệt. Thế và đây là một cái cơ sở tốt để cho những địa phương không chỉ là về được tăng cường về cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy mà cả nâng cao năng lực cho cái đội ngũ phòng cháy chữa cháy. Đồng thời bên cạnh đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng hỗ trợ cho các địa phương thông qua việc dự báo, cảnh báo, thông báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện đám cháy sớm để cho các địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thưa ông, hiện nay tại nhiều khu rừng thì có rất nhiều các cái hộ dân sinh sống ngay cạnh các vùng đệm. Xin ông cho biết đây phải là khó khăn thách thức trong công tác phòng chống cháy rừng của nước ta. Đúng là một nguy cơ lớn. Thế và để làm được công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tốt thì chúng tôi sẽ triển khai thứ nhất là cái công tác tuyên truyền cho người dân. Thứ hai là những hộ gần rừng, những hộ trong rừng phải ký kết cái cam kết để bảo vệ rừng. Vấn đề thứ ba là chúng tôi sẽ phát huy cái vai trò của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Nguyễn Quốc Trịnh. Cảm ơn phóng viên. Thưa quý vị và các bạn, với việc trang thiết bị cho phòng chống cháy rừng hiện nay vẫn còn khá khiêm tốn. Ở nhiều nơi, các trang thiết bị còn không phù hợp với điều kiện thực tế để chữa cháy rừng. Do vậy, giải pháp trước mắt là chúng ta vẫn phải phòng là chính và huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trong phòng chống chữa cháy rừng. Một vấn đề cũng được quan tâm trong mùa khô năm nay đó là tiết kiệm, sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả. Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng và cạn kiệt các nguồn nhiên liệu như than đá, dầu mỏ. Theo dự báo, đến năm 2025, nhu cầu về sử dụng năng lượng ở nước ta sẽ thiếu hụt khoảng 70% so với nhu cầu thực tế. Nếu sử dụng tiết kiệm và hiệu quả sẽ mang lại cả hai lợi ích kinh tế và môi trường. Gia đình ông Ngô Mạnh, khu tập thể phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội, trước đây thường dùng bóng đèn sợi đốt. Sau khi thay thế bằng bóng đèn compact kết hợp với việc sử dụng điện hợp lý, số tiền mà nhà ông phải trả mỗi tháng đã giảm khoảng 300.000 đồng. Ngoài ra, những thiết bị điện khác như điều hòa, quạt cũng được gia đình ông sử dụng khi cần thiết và cũng tiết giảm một cách tối đa. Đối với tôi thì vấn đề tiết kiệm điện là đương nhiên, mà tôi luôn nhắc nhở con cháu gia đình luôn luôn là phải hết sức tiết kiệm điện. Sử dụng những cái gì mà lúc nào cần thiết thì sử dụng, thì bật lên, còn không là phải tắt đi. Chẳng ra khỏi phòng là quạt phải tắt, đèn phải tắt, tất cả những thiết bị gì mà liên quan đến điện là phải tắt. Thì chỉ khi nào bắt đầu dùng thì anh hãy bật lên để có ý thức tiết kiệm điện nhất. Phong trào tiết kiệm điện tại phường Trung Tự đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Khoảng 5 năm nay, 100% các hộ gia đình đã nêu cao ý thức chấp hành các quy định trong sử dụng điện sinh hoạt. Nhiều gia đình cũng đã hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các thiết bị có công suất lớn như máy điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, bàn là điện trong giờ cao điểm. Chúng tôi là đến nay là cái nhận thức và thay đổi được cái nếp sống tiết kiệm điện và mọi lúc mọi nơi cái cần thiết thì mới bật, còn không thiết người ta tắt để tiết kiệm cái năng lượng đó. Không thì cần mà mọi thứ nó sẽ thay đổi rất nhiều về năng lượng môi trường và trái đất sẽ nóng lên, thì cái này rất ảnh hưởng đến không những trong của tổ của phường mà nó còn cả quận và thành phố. Theo thống kê của chi nhánh điện lực Đống Đa, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn quận đã tiết kiệm được 6 triệu kWh, khu vực chiếu sáng công cộng tiết kiệm được 33.000 kWh và điện sinh hoạt tiết kiệm gần 3,4 triệu kWh. Quận Đống Đa đặt mục tiêu tiết kiệm điện trong đợt cao điểm này đạt 2,5% sản lượng điện tiêu thụ. Cùng với việc đẩy mạnh truyền thông tiết kiệm điện, Bộ Công Thương cũng đang triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, thực hiện tiết kiệm năng lượng, sử dụng các thiết bị công nghệ sạch thân thiện với môi trường. Hoạt động này đã và đang mang lại nhiều lợi ích. Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sinh Khánh Hòa, một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, nhờ chuyển đổi lò hơi đốt than bằng lò hơi sinh khối, mỗi năm đơn vị này đã tiết kiệm được năng lượng tiêu thụ tới 28,2% và giảm phát thải 40,8 tấn CO2. Áp dụng lò hơi sinh khối đã cho kết quả tích cực khi chất lượng sản phẩm tăng và giảm được giá thành sản phẩm, chi phí sản xuất. Không chỉ vậy, lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu củi ép với nguồn thải là tro có thể sử dụng bón cho cây trồng nên giảm thiểu tác động đến môi trường
và chi phí nhân công giảm 20% so với khi sử dụng nồi hơi đốt than. Đầu năm 2016, công ty là chuyển đổi từ lò hơi đốt than qua lò hơi đốt biomass. Thì là từ tháng 5 2016 thì công ty đưa vào hoạt động chính thức. Thì hai cái ưu điểm chính mà công ty đạt được, thứ nhất là chi phí cái chất đốt giảm đến 70% so với đốt than trước đây. Cái thứ hai là về cái ô nhiễm môi trường, khí thải và thải đóng khói thì chỉ tiêu CO và CO2 đạt tiêu chuẩn cho phép và thấp hơn tiêu chuẩn. Thực tế đã cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở các ngành công nghiệp là rất lớn. Nhằm tăng cường năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong các ngành công nghiệp chủ chốt, qua đó nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, Tổng cục Năng lượng đang triển khai chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2017. Đến thời điểm này, đã có hơn 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Qua đánh giá từ quá trình triển khai cho thấy, các doanh nghiệp tuân thủ các giải pháp, các doanh nghiệp có thể tiết kiệm trên 10% điện năng sử dụng trong sản xuất và kinh doanh. Việc là những cái lợi ích cụ thể mà tôi nói là thay đổi được cái giảm thiểu, cải thiện được cái sức năng tiêu hao năng lượng thì chúng tôi cũng đã giảm thiểu được cái năng lượng, cái chi phí năng lượng ở của các công ty. Thì từ đó cái tổng chi phí, cái tiêu hao năng lượng nó được giảm thì nó giúp cho là giảm được giá thành và từ đó là nâng cao được cái nội lực cũng như là tăng được cái tính cạnh tranh của các doanh nghiệp ở trên thương trường. Nhằm khuyến khích, đẩy mạnh việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, Bộ Công Thương đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt, đầu tư các trang thiết bị tiên tiến giảm thiểu sử dụng điện năng, bảo vệ môi trường. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông về các mô hình cộng đồng tiết kiệm năng lượng. Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, trong đó chú trọng giảm cường độ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thực hiện xanh hóa sản xuất. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường kiểm soát thông qua các công cụ quy hoạch, đánh giá tác động môi trường, sẽ loại bỏ các dự án công nghệ lạc hậu gây lãng phí năng lượng và ô nhiễm môi trường ngay từ khi tiến hành làm các thủ tục về bảo vệ môi trường. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện các cái giải pháp tiết kiệm năng lượng thì Bộ Công Thương chúng tôi thì đã và đang là xây dựng các cái thể chế, hoàn thiện thể chế, xây dựng các cái cơ chế tài chính để thúc đẩy các cái dự án tiết kiệm năng lượng cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp tìm kiếm các cái nhà tài trợ, các cái nguồn cho vay, nguồn tài trợ ưu đãi cho các cái doanh nghiệp công nghiệp để thực hiện các cái hoạt động về tiết kiệm năng lượng. Thế thì cụ thể là trong cái dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng do chính phủ Đan Mạch tài trợ, thì từ năm 2015 thì chúng tôi đã phối hợp với cả sứ quán Đan Mạch là thành lập ra một cái quỹ gọi là quỹ đầu tư xanh. Và với cái quỹ này thì dự án là hỗ trợ tập trung cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ba cái ngành trọng tâm là ngành gạch, ngành gốm và ngành chế biến thực phẩm để đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam cùng với quỹ bảo vệ môi trường tại một số địa phương thì hình thành từ năm 2002 và mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ, khuyến khích để như vậy đầu tư cho bảo vệ môi trường theo hướng là tái chế, tái sử dụng và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Theo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dự báo nhu cầu năng lượng của Việt Nam đến năm 2020 là 80,9 triệu tấn dầu quy đổi, năm 2025 là 103,1 triệu tấn dầu quy đổi và năm 2030 là trên 131 triệu tấn dầu quy đổi. Như vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn năng lượng trong tương lai không xa. Chính vì vậy, hiện nay, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng cũng như thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xanh, sản xuất sạch, tiêu tốn ít năng lượng, góp phần giảm phát thải khí CO2, đồng thời đảm bảo kế hoạch khai thác các nguồn năng lượng hợp lý, bền vững. Theo dự báo, thời tiết năm nay nắng nóng bất thường với nền nhiệt độ cao kỷ lục. Đây sẽ là nguy cơ với sự thiếu hụt năng lượng và cháy rừng ở Việt Nam. Do vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ tiếp tục được quan tâm. Bởi nếu thực hiện triệt để vấn đề này, sẽ mang lại cả hai lợi ích kinh tế và môi trường. Bên cạnh đó, việc ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách để hỗ trợ
triển khai kịp thời các giải pháp để phòng chống cháy rừng cũng hết sức cần thiết. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.